thưa quý vị nhằm góp phần chung tay giúp đỡ cho bà con trong khu cách ly y tế đang gặp khó khăn nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã có kế hoạch triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân ở các địa phương theo đó, Bộ Chủ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức hỗ trợ 700 xuất quà, mỗi xuất gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các xã đã và đang thực hiện cách ly y tế như Thanh Khê Tây thuộc quận Thanh Khê, Hòa Canh Bắc quận Liên Chiểu và Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, phường An Hải Bắc quận Sơn Trà. Trong đó, phường An Hải Bắc là 175 xuất quà với nguồn kinh phí hơn 90 triệu đồng được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng, trích từ hũ gạo người nghèo, heo đất vì người nghèo mà lực lượng vũ trang thành phố Hưng đã quyên góp ủng hộ. Thông qua cái uh, trao quà này cũng mong rằng uh, cấp quỹ chính quyền địa phương các cấp chung tay cùng với các lực lượng, cùng với các mạnh thường quân cũng như là các đơn vị uh, đứng chân trên địa bàn uh, vượt qua cái khó khăn để chúng ta ngăn chặn và đẩy lùi cái dịch Covid-19. Vừa qua, Hội cựu chiến binh các cơ quan thành phố Hốc cũng đã hỗ trợ 200 xuất quà thiết yếu, mỗi xuất bao gồm rau, củ, quả cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường An Hải Bắc đang thực hiện cách ly y tế. Tổng kinh phí là 20 triệu đồng được trích từ quỹ vận động của hội. Hội cựu chiến binh phường An Hải Bắc đã tiếp nhận và đến trao lại trực tiếp cho người dân tại nhà.